Những năm qua, kinh tế tập thể với trọng tâm là các hợp tác xã, tổ hợp tác đã khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Mỏ Cày Nam. Hoạt động của các hợp tác xã không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và thay đổi diện mạo nông thôn. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của huyện chủ yếu dựa vào mô hình hộ gia đình nhỏ lẻ, thường theo kinh nghiệm truyền thống. Hiện nay, nhiều nông dân ngày càng chủ động trang bị kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác. Sự chủ động này không chỉ giúp tăng cường liên kết trong sản xuất mà còn phát huy các mô hình kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, huyện Mỏ Cày Nam luôn quan tâm đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của mô hình này. Hiện nay, huyện có 21 hợp tác xã đang hoạt động, với doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1 tỷ 500 triệu đồng, bằng 50% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận bình quân của mỗi hợp tác xã là 50 triệu đồng, cũng đạt 50% so với mục tiêu. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thành lập thêm 5 tổ hợp tác với 45 thành viên, nâng tổng số lên 134 tổ hợp tác trên toàn huyện. Hiện tại, huyện Mỏ Cày Nam có trên 6.675 vườn dừa thực hiện quy trình sản xuất hữu cơ, với tổng diện tích 5.896,8 ha. Trong số đó, 5.020 vườn được chứng nhận đạt hữu cơ, chiếm 35% tổng diện tích trồng dừa của huyện. Các công ty như Lương Quế, BGMS, Spring Coco, Á Châu, Bienco và Thuận Phong đã liên kết với 13 tổ hợp tác và hợp tác xã trong khu vực để thu mua dừa trái và cúp dừa với giá cao hơn thị trường từ 5 đến 20%. Các công ty này đã thực hiện thu mua hơn 3,8 triệu trái dừa mỗi tháng từ người dân theo các hợp đồng liên kết với các tổ hợp tác và hợp tác xã. Trong thời gian qua thì các cấp ủy Đảng, ủy ban dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện thì rất là quan tâm đến tuyên truyền về các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, đến hợp tác xã, các cái mô hình về phát triển chuỗi liên quan đến hợp tác xã thì được các cấp ủy Đảng, ủy ban dân các cấp rất là quan tâm để mà khuyến khích, để mà triển khai thực hiện. Qua đó cũng là góp phần vào quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn cái huyện nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Hoạt động hiệu quả của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã tạo ra nhiều việc làm thu hút lao động nhàn rỗi tại địa phương. Đặc biệt khi tham gia vào hợp tác xã, các hộ gia đình có cơ hội phát triển kinh tế với sản lượng nông sản chủ yếu là dừa hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với phương thức canh tác truyền thống. Giá cả vật tư nông nghiệp cung cấp cho các thành viên cũng ổn định hơn so với giá mua trên thị trường. Ngoài ra, thành viên là người lao động tại hợp tác xã có cơ hội học tập nâng cao kiến thức tay nghề và được hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Điều này giúp sản xuất tập trung theo quy mô lớn, khép kín, áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật mới vào tất cả các khâu từ vệ sinh, cải tạo, trồng chống, chăm sóc, quản lý dịch bệnh đến sơ chế và bảo quản sản phẩm. Và đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm sự đồng đều về kích thước và mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm như Việt Gáp, OCOP. Đây cũng là cơ sở để thực hiện truy xuất nguồn gốc và xây dựng nhãn hiệu tập thể, hình thành thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã, giúp nâng cao sức cạnh tranh và giá trị của sản phẩm trên thị trường. Hợp tác xã nông nghiệp Thành Thới B tại huyện Mỏ Cày Nam được ra đời vào năm 2021 là một điển hình về hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp với cây trồng chủ lực là dừa hữu cơ. Hợp tác xã này chuyên cung cấp các sản phẩm như cơm dừa, mục dừa, chỉ sơ dừa và cáo dừa. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên. Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, chính quyền địa phương đã giúp hợp tác xã tiếp cận với các khoản vay vốn đầu tư, tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chị cũng vô đây làm cũng hơn năm, thì chị thấy công ty này làm thì công việc cũng nói cũng đều đặn, cũng ổn định, cũng giải quyết được cũng 15 chị em bảo đây thì cũng mỹ lắm, chị em chạy thì thấy công việc cũng ổn định, thu nhập thì cũng như chị em thì cũng có thu nhập, gia đình thì cũng được, cũng ổn. Mình làm đây cũng được năm mấy, thu nhập ở đây thì cũng tốt, mừng thì ổn, công việc thì cũng mừng được xuyên suốt chứ, còn môi trường làm việc thì tốt, so với thu nhập trước đây thì cũng ổn định hơn. Hiện tại, Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Thới B thu mua dừa khô hữu cơ của nông dân với mức giá từ 90 đến 95 ngàn đồng một chục, đồng thời tạo việc làm cho hơn 40 lao động tại địa phương với thu nhập trung bình khoảng 84 triệu đồng một người một năm. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương. Hợp tác xã hoạt động từ nay được trên 2 năm rồi. Chủ yếu là thu mua dừa ở địa phương và về lột
sơ chế, làm cung dừa. Những cái dừa mà đạt chất lượng á, mình có thể xuất khẩu. Còn cái dừa nào mà không đạt á, thì mình lập cơm. Thì hiện giờ thì hợp tác xã thì hiện tại thì cũng có khoảng 35 người công nhân. Cũng cố gắng là phấn đấu là tạo việc làm nhiều hơn nữa. Hợp tác xã thì đóng cái vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện cái tiêu chí số 13 về cái hình thức tổ chức sản xuất. Thì nói chung là cái hợp tác xã này hoạt động thì nó gắn kết được các cái tổ hợp tác. Hiện tại thì trên địa bàn xã cũng thành lập được 10 cái tổ hợp tác dừa hữu cơ. Trên cơ sở này cũng góp phần là gắn kết các cái tổ hợp tác này để thu mua cái dừa hữu cơ của người dân. Để mà tiếp tục thực hiện cái quan tâm cái việc mà phát triển cái hợp tác xã kinh tế tập thể trong thời gian tới thì các cấp ủy đảng, ủy ban nhân các cấp, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện sẽ tập trung triển khai quán triệt thực hiện cái nghị quyết 20 hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, cũng như là tập trung về triển khai cái luật hợp tác xã năm 2023 và các cái văn bản về thi hành luật hợp tác xã, tuyên truyền về cái vị trí, vai trò, cái tầm quan trọng cũng như là sự đóng góp to lớn của cái kinh tế tập thể cũng như hợp tác xã trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, tiếp tục là củng cố các hoạt động của hợp tác xã cũng như là khuyến khích thành lập các hợp tác xã mới để mà đảm bảo nó xuất phát cái hợp tác xã thành lập mới thì nó phải xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của các thành viên. Khi mà thành lập thì phải đảm bảo được cái hoạt động cho nó hiệu quả. Có thể thấy kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Mỏ Cày Nam, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tập thể, các hợp tác xã cần xây dựng những mô hình kinh doanh phù hợp và huy động vốn điều lệ từ các thành viên, như xây dựng được mô hình dịch vụ đầu ra hay đầu vào ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó có đủ điều kiện khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của các hợp tác xã.